đại biểu Quốc hội Đắk Nông Dương Khắc Mai kiến nghị chính phủ điều chỉnh quy hoạch đất rừng, đất khai thác bô xít trên địa bàn Đắk Nông. Ngày mai, mùng 1 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông họp phiên thứ 31. Hai bà cháu ở Đắk Minh chết đuối thương tâm. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 31 tháng 5, ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 31 tháng 5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 dành cả ngày để tập trung thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Đại biểu Dương Khắc Mai, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Đắk Đông, tham gia thảo luận sâu nhiều nội dung, trong đó có các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Nông. Đại biểu Dương Khắc Mai đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm, điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2030 là 247.565 ha để tỉnh có thêm dư địa phát triển, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, Ngày mai, mùng 1 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân Đắc Nông họp phiên thứ 31 để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng phát sinh giữa hai kỳ họp. Phiên họp xem xét, cho ý kiến về 10 tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, phiên họp sẽ cho ý kiến thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4 và đánh giá kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2023 của Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2023, Phật lịch 2567, đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy dẫn đầu đoàn công tác ban dân vận tỉnh ủy Đắk Nông đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện Đắk Song. Tại các nơi đến thăm, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Hà Thị Hạnh đánh giá cao vai trò của các tổ chức cơ sở Phật giáo trong tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, tuân thủ các quy định về tín ngưỡng tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Nhân dịp này, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chúc các chức sắc, tăng, ni, Phật tử đón đại lễ Phật đàn an lành, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng đắc nông phát triển bền vững, nhất là triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đắc Nông. Sáng 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắc Nông làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn về công tác tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắc Nông. Theo lịch trình, mạng lưới công viên địa chất toàn cầu sẽ tiến hành tái thẩm định công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông từ ngày 26 đến 30 tháng 6. Để chuẩn bị cho công tác thẩm định chính thức, các địa phương đã nỗ lực xây dựng, sửa chữa chỉnh trang tại một số điểm di sản. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như chưa có sơ đồ tuyến du lịch, bảng thông tin dự án tại tuyến 1, đường vào núi lửa băng mo và làng văn hóa buôn nuôi xã tân Thắng huyện Cư Rút, thác lưu ly đắc song bị hư hỏng, xuống cấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thi Ngọc Hạnh cảm ơn đoàn chuyên gia tư vấn đã kịp thời đóng góp những ý kiến thiết thực cho địa phương trong việc chuẩn bị cho đợt tái thẩm định sắp tới. Đắk Nông tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với tỉnh trong việc điều chỉnh, khắc phục những tồn tại và thực hiện các nhiệm vụ để đón đoàn thẩm định chính thức. Trên địa bàn xã Đắk Lao huyện Đắc Min vừa xảy ra vụ việc hai bà cháu đuối nước thương tâm tại ao chứa nước tới cà phê thuộc thôn Đắc Thọ, xã Đắc Lào. Theo thông tin ban đầu, sáng 30 tháng 5, bà N cùng hai người cháu đi làm dẫy. Khi đi qua ao chứa nước tới cà phê thuộc thôn Đắc Thọ, không may cháu ca trượt ngã xuống ao. Trong lúc hoảng loạn, bà N nhảy xuống ao để cứu cháu. Người cháu còn lại chạy về tìm người dân để ứng cứu. Tuy nhiên, khi người dân đến ứng cứu thì hai bà cháu đã bị đuối nước. Sau khi nhận tin báo, Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.